eo thon ngực nở đời kiêu hãnh, chim nữ tâm kinh mãi phát huy, tuyệt học cả đời nâng nhận thức, thân hình chữ S định tư duy. Chim phố đế đời ngàn năm không mất, tuyệt học thể hình sự nghiệp lưu danh, học viên hôn chim độc nhất mình anh, tòa lạc trên cao chim trệ uy nghiêm, tâm kinh được viết bằng tâm huyết trái tim. Rồi chào em và chào các bạn đang xem chương trình Diêm Nữ Tâm Kinh. Hôm nay thầy Diêm Nguyễn sẽ đưa các bạn và em qua những cái gọi là thế giới tập nó mới lạ hơn so với tháng vừa rồi. Tháng trước là mình tập tầng 1, bây giờ qua tầng 2 nó khó hơn. Mình sẽ tiếp xúc với những bài tập có độ freeway cao hơn, kích thích nhiều hơn và những chiếc máy lạ hơn. Đặc biệt ở trong đó đó là đây là chiếc máy gọi là linh hồn của tầng 2 luôn. Chiếc máy này là Functional BBMS245, kết hợp với dàn bioart bên kia sẽ cho em nhúng. Đó, nó có sự đung đưa và sự nhúng nhảy. Nó làm cho em sẽ cảm thấy kích thích và feeling hơn. Thôi thì hôm nay là tập gì ta? Upper body. Bữa nay chúng ta sẽ tập phần upper body. Đâu không tập lâu upper body đau không? Đau anh. Đau hả? Nhức nữa. Còn nhức không? Nhức vậy nó mới vô. À mông nữa hả? Ok, bữa nay cho nhức phần trên. Bữa nay là nhức phần trên rốn. Bữa nay chúng ta sẽ tập là tay, vai, bụng. Đó, ba nhóm cơ nhỏ nhưng mà nó thay nhau, nó kích thích. Làm cho sẽ cảm thấy rất là tê và rất là phê. Và cảm giác như nhớ Thor Gym không thể nào tách rời được. Thor Gym sẽ trở thành thuốc phiện của đời em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào bài tập đầu tiên là cơ vai trên máy tập BBMS245. Đó là bài gì? Bài BBMS245 Shoulder Press. Đây là một bài tập nó duyên dáng, nó không làm cho em cảm giác như thô xấu, giống như em tưởng tượng cầm cái cây mà để vai hư vậy nè, muốn cái vai nó bự lên ha, nhìn nó thô nó xấu và cái động tác nhìn cũng xấu nữa. Bây giờ mình là con gái, mình đến phòng gym mình phải tập là duyên dáng, mạnh mẽ nhưng mà đầy nữ tính. Đó là lý do anh bố trí cho em bài tập vai trên cái máy này. Đầu tiên thì chúng ta cầm cặp rắc hay là sport chỉnh tạ vừa phải. Rồi chúng ta dùng tư thế số 1, quyền thoại. Tư thế số 1, quyền thoại, chúng ta đẩy lên. Này, rồi đẩy lên thở ra, xuống vùng góc. Đây, tư thế nhớ cái vụ nguyên tắc thể hình chưa? Nhớ nguyên tắc gym chưa? Song song vào vuông góc. Đây, thấy không? Cái tay song song với sàn nè. Song song với mặt sàn. Đúng, cẳng tay vuông góc mặt sàn nè. Chuyển đổi tư thế nè. Đó, thẳng lên là vuông góc nè, xuống nè vuông góc nè. Bao giờ nó phải trải qua trạng thái song song và vuông góc, nó bật qua bật lại vậy đó. Còn mình đứng là tư thế số 1. Nó là nở ra. Đó, bài tập này nó sẽ không làm cho em thô vai, mà nó tác dụng là nó săn chắc, nó dẻo dai, làm cho cơ vai chúng ta khỏe lên, tan mở vai luôn. Rồi vô đi em, thử tạ đi. Nặng dữ hả? Ừ, thử. Rồi vô nè, tư thế số 1 quyền thoại. Rồi tư thế số 1 quyền thoại, đúng rồi. Rồi cứ rồi dứt, đẩy lên, đúng, để sao nó chậm, cao lên, đẩy lên, đúng rồi. Ê, không thẳng tay khóa khớp, nhớ nguyên tắc khóa khớp là không được vi phạm, đó cái tay vậy thôi nha. Rồi, nó replay nó sẽ khó tập hơn nè, nó cà lắc nè, đúng hỏi rồi. sao bé không lắc, đó, bắt đầu phiêu rồi đó. Đúng chưa anh? Đúng rồi. Thì nguyên tắc trọng lực nữa, trọng lực đi theo con dây này, cái tay mình phải đi theo con dây luôn. Dạ. Yeah. Đó đúng rồi đó. Tập luôn hả? Thôi nhẹ hả nặng? Vừa với em rồi đó. Thôi vậy cứ tập set này đi, chúc mình lên. Bài này tập tới 3 set rồi. Thế hả? 3 set, 1 set 10 rep. 1 set 1 cục ha. Rồi. Tư thế số 1. Đẩy lên. 1. 2. 3. 4, tốt, 5,
6 7 8 9 10 Rồi tốt. Tốt. Rồi pha Amrokem uống đi. Bữa nay là sai nguyên tắc nha, đã nói rồi là khi mà chúng ta khởi động xong set cuối á là chúng ta phải uống hết reward cao, sao chừa nó một khúc vậy? Uống đi. Rồi, dứt. 1 2 3 4 5 6 7 8 Cố lên, hai cái nữa. 9 Cái cuối. Giữ lại, giữ. Rồi, xuống giữ lại nữa nè. Giữ luôn. Tay chỉ lên trước chiếu. Đấy, chấp cục cái cụ trỏ. Nè, cái gì nè. Đó, nó gì đó. Rồi. Bỏ cái thả ra. Rồi, mới có set 2 thôi đó. Một set nữa đúng không? Đúng rồi. Rồi, vô. lên đi, không sao đâu. Không chết đâu lo. Rồi, ok. Lên nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cái nữa. 10 Rồi, hả? Từ. Rồi. Rồi, buông ra luôn đi. Rồi, xong rồi đó. Buông sắp đi. Vừa rồi á là anh chỉ em cái cơ chế press là đẩy, tiếng Việt là đẩy, tiếng Anh là press, là nó đẩy vậy nè, tất cả những bài mà đẩy vậy nó cũng kêu là press. Đẩy ngang, đẩy ngực, đẩy lên rồi đẩy vai. Đó. Còn bây giờ là anh chỉ một cái cơ chế rise tức là giang cái tay. Đó, ngày trước á là anh tập cái máy này nè. Nó là cái máy, còn bây giờ là mình tập với thiết bị. Nó khác, cũng cùng chung một cơ chế mà nó khác cách tập. Thì á dry lên đó, nó là một cái cách tập vai, nó làm săn chắc cơ vai nhiều hơn cái bài nãy. Cái bài nãy làm nó làm khỏe, còn cái bài này nó làm cho chúng ta bền, chúng ta gọi là chúng ta dẻo dai. Rồi cách tập như vậy là nó hơi rộng, mình phải chỉnh cái ghế cái này lại đó, chỉnh cái này lại một chút. Rồi đó, nó đang như vậy đúng không? Chúng ta giang cái tay lên. Mà nhớ giang á là cái nó sẽ có ba cái vị trí: một là vị trí vai, vị trí hai cùi chỏ, vị trí ba là cổ tay. Thì cái vị trí vai nó sẽ là cao nhất, rồi tới cùi chỏ luôn chĩa đằng sau vậy nè, nó mới đúng. Tay thẳng hay không thẳng không quan trọng, mà cùi chỏ nó phải chĩa là sao vậy nè, chứ cùi chỏ nó không để vậy nha. Đúng rồi, cùi chỏ nó phải chĩa lên thì nó chĩa lên chứ là sao đó. Bây giờ chúng ta sẽ kéo lên, chúng ta đứng chúng ta kéo lên đó, chúng ta hạ xuống hai cái này chạm lên đùi, nó trở lại vị trí ban đầu, kéo lên, thở ra. Đó. Set đầu tiên, bài lateral rise bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7. Kéo lên, lên nữa. 8 Hai cái nữa thôi. 9 Ok, lần đầu tiên tập được vậy là giỏi rồi đó. Lần đầu tiên tập được vậy là được 7/10. 7/10 điểm nha. Cụ chỏ lần sau ráng lên gì nữa nè. Trời ơi, là nó ngon ăn rồi. Đang lên vậy hả? Không phải, tức là có những cái khúc mà em chưa quen động tác, cụ chỏ nó lên hơi cao vậy nè. Nó lên cao, lên kiểu vậy. Lên kiểu vậy là không có đúng. Nhớ mà các bạn ở đây lưu ý nha. Cụ chỏ lên cái kiểu, cái cụ chỏ mà nằm thứ nhất nó chỉ xuống đất nè, mà thứ hai đã lên cao hơn cái vai là không đúng nha. Cụ chỏ nó phải chỉa vô mặt thằng quay phim đó. Đó, nó chỉa lên như nè. Nó chỉa góc xéo lên trên. Và cái này nó thấp hơn cái vai. Đó. Đó, cái đó nó thôi là ngon rồi đó. Này hả? Này đây. Ừ, cái tay đó vậy nè. Ok, chuẩn. Cái này cao nhất, rồi tới cái này. Cái cụ chỏ chỉa đằng sau.
Ok, chứ cô chó không có chỉ đất. Cô chó chỉ đất thì là sai. Cô chó chỉ sao đây. Đó. Khi mà cô chó chỉ ra đằng sau á, ra đằng sau lưng như này là mình đang dùng cơ vai mình tập, còn cô chó mình chỉ đất là mình đang dùng cái tay mình quất. Mà cái tay quất mà nó chịu lực ngay cái khớp cái này là không tốt chút nào. Ok. Đó. Rồi, set 2. Lateral Press BBM S245. Bài tập siêu khó nằm trong tầng 2 của gym nữ Tâm Kinh. Bắt đầu. 1 2 2 3 Cố lên. 4 Cố lên. 5 6 Những giọt mồ hôi trên gương mặt phản ánh sự nỗ lực của một cô gái kiên cường. Cố lên. Đó, đó hơi đuối rồi đó, lên nè. Đó, đây. Rồi, ok, giữ lại. 2 set. Rồi thả ra từ. Đau quá trời đau luôn đấy. Vô mà. Quay phim 2 set từ nãy giờ tập cho 8 set. Trời mới có đầu buổi dai à, còn dài dài nữa. Cái bài nó khó. Cái bài này phải tập bây giờ thì mới mốt qua cục dumbbell á, tập nó mới chuẩn. Không sao bạn, nói chung là trên cấp độ sư phạm á, thì cái tầng 2 này là các bạn dạy bằng nữ tập được chừng 6 trên 10 là đạt. 6 trên 10 là đạt. Ở đây á, không phải là cái vấn đề là để cho bạn nữ gymmer này tập cho nó hoàn hảo, mà là để cho bạn nữ gymmer này có cái nhìn về động tác lateral để sau đó qua những cái freeway hơn thì họ tập mới đúng được nha các bạn. Này là người thật việc thật đang trên gà nha, chứ không phải là đi mướn mô đồ này nọ 3-4 năm tập gym rồi thi giải này giải kia về làm màu nha các bạn. THOL không làm vậy, cái đó là làm màu cho bạn coi, chứ không phải là một cái gym nữ tâm kinh thực thụ. Một cái gym nữ tâm kinh thực thụ là em phải tập như em thì người ta mới dễ học chứ. Là training từ một cô gái chưa biết gì đi lên. Thật sự nếu mà ngày hôm nay á, mà Duy Nguyễn training cái bài này mà cảm thấy không ổn quá, Duy Nguyễn sẽ đổi bài vai. Nhưng mà trên cái bảng nãy giờ thấy cũng hấp thu được rồi đó, tôi cũng được 7 trên 10 nha các bạn. Rồi, bây giờ cũng là lateral right, nhưng mà tập một tay thì em sẽ tập tốt hơn. Đây, một tay đứng vậy nha. Thôi đứng vậy vô duyên quá, cầm này đi. Đó, đứng vậy. Một tay thôi. Cô chó nè. Làm gì làm cứ cô chó bây giờ đúng mà. Nó nặng quá tôi kéo tới đây cũng được nữa, nhưng mà tập vẫn đúng. Ok. Tập một tay. Giờ nói cho em nghe nè, cái chuyện mà tập hai tay á, nó giúp mình nhanh hơn, nó giúp mình giảm thời gian tập luyện, nhưng mà tập một tay nó giúp cái độ tập trung mình tốt hơn, là lúc đó mình nghĩ cái một tay thôi mình tập nó sẽ chuẩn hơn và chính xác nhiều hơn. Đó, đúng rồi. 5 6 7 8 9 10. Rồi tay kia. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Bữa nay lần đầu tiên thấy em đổ mồ hôi nhiều vô luôn á. Anh không ngờ những cái bài tập nhỏ nhỏ thôi mà em phải nỗ lực như vậy. Từ cái bài nó khó. Rồi, ok. Rồi, xong, giờ anh sẽ chỉ em một cách tập tiếp theo. Rồi em đi ra đi cũng bài này nữa nè. Rồi nhưng mà cái này em bước, em chéo hai cái track handle lại. Em chéo hai cái track handle lại. Ok chưa? Rồi. Lại cũng tăng nữa hả? Nó là nó luôn đó, cũng là lateral đó. Nhưng mà bây giờ hai cái tay mình tập cái kiểu khác. Tập cái này là nó có hai con dây cáp á, nó ma sát vào nhau, nó giữ lại cho em cái đường đi. Dạ. Nó đến định hình động tác cho em. Còn nãy em cầm hai bên em tập thì nó freeway hơn, nó tự do hơn. Dạ. Nhưng mà cái này thì nó dễ học và dễ hiểu hơn. Em nhìn vô cáp em cứ kéo lên. Đó, kéo lên. Thì anh nói tiếp là khi kéo lên á là chúng ta dùng cái
cũng là cái lực tay, tay mình 5 ngón, nhưng mà mình dùng hai ngón ngoại nhiều hơn. Cái ngón hai ngón trong này chỉ cầm thôi, hai ngón ngoài nè mình dùng để mình kéo lên. Còn bình thường em biết em nắm nguyên cái này luôn, em kéo lên nó đâu cần thiết đâu. Đó, chỉ dùng hai ngón trong thôi, mình kéo lên. Ok, cái này một set thôi, xong rồi mình cho ta chuyển bài. Không phải vậy, ngang ra, ok, bình thường thôi. Rồi, mới bung ra, bung ra đây. Đó, một, đúng rồi, chính này nè. Nhớ cùi chỏ, cái mai của em nhớ tới cùi chỏ. Ờ, rồi, hai, đúng rồi, ba, bốn, năm, sáu, vô sâu sâu một tí nè, đó, bảy, tám, chín, cái cú giữ nè, mười giữ, đó, cái vị trí này, cái cơ vai á, thẳng tay chút xíu được không, đó, cái vị trí này, cái cơ vai nó mới ép vô nè, đó, cái vị trí này nè, đây, cơ vai nó ép vô vậy, thẳng vừa thôi em, đó, ok, không khóa khớp, cùi chỏ chỉ ra, đó, cái cơ vai này nó mới ép vô, rồi xong rồi từ từ hạ ra, rồi, chúng ta tạm biệt cái bài hóc búa này luôn nha các bạn. Đó, ba cái tập bài lateral. Là bữa nay là em hiểu được cơ chế lateral là cơ chế giang vai, là một cái cơ chế tập rất là quan trọng trong nhóm cơ vai. Fresh lateral. Và bây giờ chúng ta qua bài tiếp theo, tập chuyên về nhóm cơ vai sau. Dạ. Nhóm cơ vai sau đây là một trong những cái bài quan trọng mà rất là nhiều nữ swimmer tập, tại vì mang là cái nét đẹp beauty khi chúng ta tập cái động tác này, và cũng như là nó giúp cho em giảm mở cái vùng ở đây nè. Giảm mở vùng ở đây săn chắc hơn. Đó. Cái lưng em nó trở nên nét hơn, rất là đẹp. Bài này có tên là Fay Pool. Bài tập này Fay Pool á, vì có tác dụng là, tại vì là cái cơ chế tập là chúng ta kéo vô mặt. Đó, nói chung là em nhìn cái cục này nè. Cái cục ở đây nè. Em kéo nó rớt đâu ngay lỗ mũi em với mắt em là được. Nó sẽ chạm đâu gần cái lỗ mũi em với mắt em. Và lúc khi mà chúng ta kéo vào á, thì hai tay chúng ta bẻ cái dây này nó lên. Nó kéo như vậy cũng được, nếu mà yếu quá thì kéo như vậy đó, nhưng mà nếu mà mốt mạnh tay á thì kéo vô bẻ lên để cho dây nó vô sát người hơn đó. Bởi cái lưng này nó sẽ được ép sát chuột, nó bị cung gồng nữa đó. Xong rồi ra thả về vị trí ban đầu. Chân thì có thể đứng như vậy cũng được, đứng nhanh cũng được, hoặc đứng như vậy cũng được. Dạ. À, đứng tư thế số 1 á. Rồi kéo vô thở ra nè. Giữ lại một nhịp. Thở ra dây từ từ thôi, căng lưng. Căng lưng căng vai. Đó. Khi vô á là gồng cái lại. Gồng ép cái lưng lại, ưỡn ngực ra. Phải vậy, tay vậy đó. Đâu vô thử điều chỉnh. Động tác này khá là quan trọng trong ngày vai sau. Vai mà tập chuyên về vai phía sau, đã giờ mình tập trước nhiều. Đây, anh sẽ chỉnh cho động tác nhớ đây không? Em nhớ hay không? Nó như vậy nè. Được chưa? Em kéo vô. Đó, lúc này là cái lưng em nè, nó ép. Đó, chuẩn. Đó, nó ép vô. Xong rồi thả từ từ ra. Nhất đây, giữ lại. Rồi xong dứt nữa nè. Đó, cái nào là cái đó nha. Đúng rồi đó. Kéo lỗ mũi luôn nữa. Đó, ok. Tốt. Động tác nào tập tốt nè. Tốt. Rồi vậy thôi. Lên tạ không? Ok, lên cục. Rồi lên cục. Đó, động tác này em tập được nè. Tức là anh thấy là qua quá trình dạy dỗ em á, thì em đã lên được cái thần trong tập gym. Trước đây chưa có. Những cái ngày đầu em gặp anh đến phòng gym thì em chưa có cái thần. Và cái tập gym của em bây giờ em đã có thói quen là giữ từng nhịp. Ngày xưa em kéo đung 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 như nè. Nó bây giờ em cũng kéo một động tác nó mượt hơn. Và em biết giữ lại một giây, thả là giữ một giây, cái điều đó rất tốt. Nó cái điều đó là điều căn bản để chúng ta có thể tập luyện những động tác tiếp theo. Rồi bây giờ Fay Pool ráng 3 bài nha. Lộn 3 set. 1, đúng rồi đó. Cái lưng ok, điểm là đúng rồi, thả ra. Rồi 2 3 4 5 6
7 8 9 chút. Tốt. Động tác này buồn động tác nãy. Rồi. Động tác vừa nãy là tay ra. Lên được không? Kéo được, lên một cục. 1. Anh né ra xíu. Dạ. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rồi thả ra. Nó thật ra cũng có sai. Em nói sướng cái lưng cũng có sai nữa. Nó sướng từ đây. Tại vì á, định nghĩa của người ta cái lưng là cái nào? Lưng định nghĩa người ta là tự cổ xuống đây là cái lưng hết. Đúng rồi. Đúng không? Thì đúng cái phần rồi. Cơ vai sau là phần cơ này nè, em gồng đi. Mình đang tập là tập phần cơ này. Nhưng mà em đúng gọi không? Cái đấy là lưng à. Nhưng mà nó ép là ép nguyên mảng này. Thì cảm giác sướng cái lưng cũng không có gì sai hết á. Mình tập là tập cái này nha các bạn. Nhưng mà mình khi mà động tác ép cho nó ép nguyên cái này, nó tóm lại tập nguyên cái này. Nhưng mà mình đang nói về vai thì cái bài tập này nó sẽ tác động cô lập lên vai sau. Những cái bài kia nó không có cô lập vai sau, bài kia nó toàn cái vai hoặc là vai vai lớn vai, vai trước. Đó, cơ vai nó có 3 phần. Lớn nhất đó là vai 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 ngoài, ta kêu là vai lớn nè. Rồi cái thứ hai là vai sau nè, cái thứ ba là cơ vai trước nhỏ xíu đây nè. Rồi vô. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rồi thử thử cái này đi em. Cái này cũng dễ thương lắm nè em. Cái đấy hả? Cái này kéo hai cái. Cái này 10 cục luôn á. Thì kéo hai cái cũng giống như kia thôi, nhưng mà khác khác thiết bị. Đó, cầm này khi phái cầm hơn rồi đó, không? Đó. Đó. Thấy chưa? Đã lưng không? Đã. Đó, 10 cục luôn kìa. Ok. Ok. Rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt cơ vai ở ngày tập hôm nay. Với 3 bài tập vai vừa qua, nó đã thử thách em rất là nhiều, cũng trên 10 set chứ không ít đâu. Yeah. Và chúng ta tiếp tục chuyển qua phần tập cơ tay sau. Tay sau có tên là tricep. Tricep là cơ ba đầu tay sau. Yeah. Thì tại sao mà tập vai xong phải chuyển sang tập tay sau? Tại đơn giản là vai là cơ chế press. Cơ chế press thì khi nãy em đẩy vai nó sẽ mỏi ra cả tay sau. Tức là cái cơ tay sau cái ra được kích thích rồi, thì bây giờ ta lợi dụng sự kích thích đó ta tập luôn. Và một chút xíu chúng ta sẽ tập cơ tay trước cuối cùng. Đây á, bài tập đầu tiên anh hướng dẫn em á là bài overhead. Dạ. Tricep extension. Bài tập rất là duyên dáng nè ha. Đây, kéo lên. Qua đầu, nhìn trong gương, cầm gần vô vậy nè. Đó. Xuống. Xuống ở vị trí mà gọi là nó vuông góc là như vậy đúng không? Dạ. Xuống em lố còn xíu được cũng sao đó. Ờ, thế hả? Nữ tập duyên dáng mà lên thẳng tay. Đó, lên. Nè không, em lên em có cảm giác nè, cái tay lên giờ chưa đủ nha. Dạ. Nè nhìn anh đẩy ra cái đó nè, nó cái tay nó thẳng này không? Thẳng đó. Dạ. Nè lên tới đây nè, xong đẩy. Dạ. Đó. Okay. Như vậy nó sẽ vô tay sau rất là nhiều. Đó. Đúng rồi. Đó, tốt. Ôi sướng cả cái nách luôn. Đó. Ok. Nhưng mà em chỉnh tạ thật đi. Em đừng chỉnh tạ kiểu đó nữa. Em thử mà. Rồi bây giờ em thử em mới phát hiện ra một cái điều em làm chưa được. Đó là cái lên và xuống tạ. À. Nè lên và xuống tạ nè. Đang vậy nha. Dạ. Nè em làm động tác lên xuống tạ ngọt vô. Đang chân như vậy. Em kéo qua như vậy. Đó. Dạ. Nè kéo qua nè ha. Xong rồi tới đây nè đẩy lên vậy. Xong rồi chúng ta đổi người lại. Dạ. Ngồi xuống cũng vậy, một chân phải để ở đây. Xoay xuống vậy. Dạ. Đó, động tác lên xuống tạ nó quan trọng lắm, nãy em xuống chưa được. Còn không thì có PT thì nó lên cho. Nhưng mà tự lên cũng được. Đó, đó, có thầy là khác liền. Anh đếm nha. Lên. Lên nha. Ừ, 1, đó, thẳng tay đúng rồi đó.
2 3 4 5 6 sâu sâu xíu nữa nổi không? Đó, 7 cho răng nó dài chút. 8 đó, 9 10 okay. Rồi. Rồi xuống thì chưa được ngọt lắm, tập từ từ nó mới ngọt. Chưa ngọt, chưa mượt. Rồi set 2. Lên tả vô. Go. Đó. 1, đúng rồi. 2 3 4 5 6 7 8 9 Ôi dữ. Rồi bước chân phải lên. Bước chân phải lên. Xoay. Bước chân này hả? Không được. Đang vậy nè. Em đang vậy đúng không? Ờ. Vậy nè, đang vậy phải bước chân phải thôi, vậy mới xoay được. Nó mới ra quỹ đạo để em xoay chứ. À, phải bước chân phải à, lên trước. Nè, nó đúng không? Ờ, ok. Rồi cái kia em vậy thôi. Em lên là quất giày. Bao giờ nó phải có không gian nó quất giày nó mới lên được. Okay. Chứ em đâu hay là đứng vậy em lên vậy. Dứt. Một. Hai. 3 4 5 6 7 8 9 10 Đã quá. Rồi, tự xô, tự vô, tự vô nó quen. Ok. Rồi, bài tập tiếp theo vẫn là bài tay sao. Nhưng mà bây giờ chúng ta thực hiện cái tập khác. Có tên là tricep push down tập với drop. Drop thì chúng ta phải cầm ở núm. Ở tức là ở đây nè. Khi mà tập quen rồi vẫn tập ở đây được nhưng mà hai cái tập nó khác nhau. Yeah. Em tập em cầm ở đây cho anh. Đó. Yes. Kéo xuống giống như kia thôi. Đó, khi vị trí cao. Vị trí trên cao nó là như vậy. Yeah. Nhưng mà vị trí thấp á là em xòe cái tay ra. Xòe. Ồ, cái này khó nè, cái này khó nha. Nè. Khó lắm. Cái này khó nha, em xòe cái tay ra nè. Nè, em xòe cái tay ra nhưng mà em cái tay nè xòe ra không chưa đủ nè. Lúc này cái chịu lực là chịu lực ở cái bàn tay cái đây nè. Chúng ta nhấn thẳng xuống. Vậy là thẳng cả hai tay xuống này hả? Nhưng mà anh minh họa cho em tay bên này thôi, tức là tay nó phải nhấn thẳng xuống vậy nè. Dạ. Đó, nhấn thẳng xuống vậy nó mới vô tay sau. Rồi, vậy thì tương tự hai tay chúng ta làm sao để được nhấn thẳng như vậy. Dây thừng nó phải chạm đùi. Ừ. Ok, đó, xong lên dây thừng nó phải chạm đùi. Khó ha. Tức là không phải là nguyên cái tay chúng ta cầm vô con dây này phát lực đều nhau. Mà chúng ta cầm như vậy nhưng mà cái lực á là nó nằm ở phần dưới đây nè. Phần dưới đây nó tì vô cái núm này. Nó mới nhấn cái tay sau ra được. Ừ. Đó, nhấn. Không nhấn. Ok, bây giờ do đó chúng ta tập hai tay dây thần chạm đùi. Dây thần chạm đùi. Dạ. Đó, nhấn xuống. Cái nào ăn tiền cái đó, không cần tập nặng, tập đúng cái đã. Dạ. Xong rồi lên, bình thường trở lại, xong rồi xuống. Okay. Tôi thấy số 1. Ưỡn ngực. Ưỡn ngực. Dạ. Đó, nó phải có nhịp vậy. Em nhẹ nhàng thôi. Để hiểu được một động tác nó mới khó. Chứ còn tập vèo vèo không hiểu động tác nó sao có tập không hiệu quả đâu. Cái cù chỏ nó không chỉa ra sao nhiều mà nó chỉa bên hông. Nó chỉa theo logic tự nhiên là nó chỉa ra bên ngoài nè. Rồi. Dầu tay thẳng hả? Không phải, tay thẳng tập lưng. Nhớ lộn bài rồi, tay không có thẳng, tay giữ lại chứ. Tay giữ này. Rồi. Thẳng vậy đúng không? Rồi cái phần này hầu như hạn chế di chuyển. Rồi, di chuyển cái phần trên thôi. Đó. Tay cái vị trí kia đó là như vậy. Rồi. Đúng rồi. Ráng chạm đùi, chạm đùi, nhấn cái này ra nè.
chạm đùi em banh cọng dây ra thì cái cùi chỏ nó ra đây chứ đâu sao nó vô đó được. Nó đừng có lố quá, nó cũng vừa vừa thôi. Rồi lên lại nè, cái tay đừng không cần phải cứng nhắc, lúc nào nó cũng khép vậy đâu, nó mất tự nhiên, cứ bình thường nó làm gì rồi. Rồi dứt xuống, rồi lên con cao xíu, lên cái tạ nó gần chạm vô á. Rồi dứt, rồi dứt, tạ quá nhẹ đúng không, tạ nhẹ so với em đúng không, em tập nó còn rung lắm. Tức là dây, cái cọng dây mà nó rung là tạ nó đang nhẹ, nó không căng đủ nó mới rung. Rồi vô xét thiệt coi, thả ra cho anh chọc. Rồi vô xét thiệt coi. Ôi, 1 2. Không có di chuyển cùi chỏ nhiều quá. 2. Rồi, rồi đúng rồi đó. 3 4 5 6 7. Ôi, cái tay em đau quá. 8 9. Mỏi rồi đúng không? Ôi, rồi tốt rồi đó. Đó, cứng ngắc tay sau luôn rồi không? Sao? Nó mỏi luôn, từ lần đầu tiên. Sao? Thầy chạy ai vậy, ác quá. Mấy nếp tay có đô lên này không trời? Không, cái này bài này sao đô được. Vô. Đau tay quá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi. Rồi thả từ. Rồi. Nhiều cục, 1 cục, 2 cục, 3 cục, 4 cục, 5 cục. Cuối lên thêm một cục nữa nha. Có 6 cục à. Vậy mà thả lên 7 cục luôn. Đau tay vậy mà lên cục đó hả? Rock tricep push down trên máy BBMS 245. Set cuối cùng 10 rep bắt đầu. 2 3 4 5 6 7 8 9 Thẳng ra, giữ. Đó, thẳng vậy nè. Đó, thẳng vậy nè. Cái cuối phải giữ vậy đó. Đó, thẳng vậy đó. Rồi, mệt thì buông ra. Căng vô được, mệt thì buông ra. Đó. Rồi giờ căng cơ ra sau đi. Căng cái cơ này nè. Đó. Ôi, căng nó ra sau đi. Đã không? Đã luôn. Đã không? UA, mỏi. Tập cho nó hết mỡ đi. Làm gì còn mỡ. Đốt mỡ cho uống như gì luôn mà làm gì còn mỡ. Đau quá anh. Rồi giờ cái tay sụi sụi rồi đúng không? Rồi giờ qua bên kia tập tay trước nữa. Cái gọi tay trước nữa. Rồi chúng ta sẽ qua máy PA bài hoạt tập tay trước. Đây là chiếc máy PA Bioact Bicep Curl. Curl là cái cơ chế tập tay trước. Mỗi cơ chế tập nó có cái tên và tập cho nhóm cơ nha. Nãy là mình press nè, mình ride nè, mình run. Rồi bây giờ nó rồi phải không? Ngày hôm nay là tập đó đó, còn này là cái này là cái curl. Curl tức là cuốn. Tức là cuốn lên thì nó kêu là curl. Cuốn. Thì phụ nữ thì anh cũng không hướng dẫn tập tay trước nhiều. Tập cho đủ khỏe và giảm mỡ ở đây thôi. Chứ còn phụ nữ mỡ lên chuột nó hơi căng. Đó. Anh thấy không, nó chạy này. Chạy đâu mà chạy. Nên những cái bài tập anh hướng dẫn em này em yên tâm đi, nhớ trình anh bảo kê rồi. Đây là chiếc máy rất là đặc biệt mà một mà ngày xưa khi mà anh qua bên bầu trời Texas đó, anh đã thử nghiệm cái máy này và anh rất là thích. Và anh nói là phải đem máy này về Việt Nam không, để cho Zimmer Việt Nam được trải nghiệm những dòng máy bioart đẳng cấp nhất hành tinh. Và sự thật anh đã làm được. Và thì quận 9 và quận 7 là hai nơi nó sẽ có máy bioart. Là máy này hả? Đúng. Máy bay hoạt và máy nhúng nhúng đó, máy tập rắc rắc bạn nhảy nhảy đó. Yeah. Dễ thôi. Kết hợp với track handle sport tay cầm. Ngồi thẳng lưng tư thế số 1. Kéo lên. Vuông góc thôi được rồi. Đó, thở ra.
Đó. Ok, vô thử đi em. Thử cái đi. Có hai cục thôi đó nha. Hai cục là nhiều rồi. Bình thường tầm một cục kìa. Rồi, cố lên. Ngồi thẳng lưng. Rồi, quất. Ai, rồi. Để tay vậy đúng không? Lúc bắt đầu. Bắt đầu tay ngửa rồi chứ. À. Rồi. Dứt, đúng rồi. Lên không cần cao, bắt đầu cao vừa vừa thôi. Vậy thôi, đó. Đó. Nặng nhẹ. Nặng. Nặng hả? Để kéo thêm em nữa thì chẳng nặng. Nặng thì giảm tà lại. Một cục thôi. Cục là danh dự rồi đó. Không giảm không được nữa đâu. Rồi tối thiểu 3 set, tối đa 4 set. Bắt đầu chưa? Ok. Rồi vô đi. Đếm một cái. Một. Vô đi mới đếm được chứ. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Rồi thả từ 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 nhảy. Đá cái tay. Vô. Hai ba. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Rồi tốt. Sao nó đâu vào chỗ này ta? Đúng rồi, tập cả cái tay mà. Cái tay này nó sẽ đi theo cái tay này. Còn cái tay này đi của mình đó. Nãy là tập ở đâu bên này, bây giờ là bên này. Thì bữa nay mình tập tay với vai mà. Tập tay này, tay này, tay này, vai này, vai này. Cũng tập quá trời cơ nhỏ luôn đó. Tức là những cái cơ nhỏ mình gom vô ngày tập. Đó, một cái chương trình mình chia rõ ràng. Tập phần dưới là cơ lớn một ngày riêng. Rồi xong rồi phần trên hai ngày. Cơ nhỏ rồi gom vô ngày, cơ ngực, cơ lưng gom lại ngày. Set 3 ha, set 3 em lên tả nữa anh thấy. Rồi, lên được một cục của hai em. Dữ thiệt. Mạnh chưa? Rồi các bạn cổ vũ cho nữ gymmer xinh đẹp. Hay nhí nhố lắm. Yeah, lên một cục tả. Set thứ 3 ở bài BA Bioart Bicep Curl. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 cái nữa 9 10 giữ. Rồi, mỗi tay mỗi buông ra. Rồi xong rất tốt, kết thúc phần cơ tay ở đây. Rồi bây giờ chúng ta quay lại cái máy cũ hồi nãy là BBBS245 chỉ tập bụng. Với một cơ chế cực kỳ khó luôn, đó là cơ chế crunch. Bài bụng đầu tiên anh hướng dẫn em ngày hôm nay đó là bài crunch. Một cái cơ chế tập khá là khó. Khá là khó nhưng mà rất là quan trọng. Ngày trước là em đang run với những cái máy bên kia. Thì nó là run với máy. Còn bữa nay là mình run với cable. Thì run với cable cũng là một bài tập run rất là tốt. Thì anh muốn chia sẻ với em ngày hôm nay luôn. Để cho em có thể biết được kỹ thuật động tác mới. Để sau này em tập có sự chọn lựa nhiều cái bài run với nhau. Crunch. Nè, run là gì? Như thế nào gọi là run? Trên tức là cuộn, tức là cuốn, tức là uốn. Tức là khi mà em tập cơ bụng, cái lưng cái bụng phải cong. Bắt buộc cong, lưng thẳng là sai. Mà cái bụng em lúc nào phải có cảm giác cuốn, gập, cuốn, cuốn, cuốn. Nó cuốn, thấy không? Tức là cái bụng nó cuốn hình tròn vậy nè. Nó cuốn hình tròn chứ không phải là cái bụng nó gập từ điểm A qua điểm B. Mà nó cuốn từ điểm A qua điểm B. Như là con tôm vậy. Đúng rồi, như con tôm vậy đó. Và khi em thẳng người lên thì cái lưng cũng không được thẳng. Nó vẫn phải có một cái độ cong. Rồi từ đó em cuốn xuống, đó là crunch. Lưng lúc nào cũng phải cong này. Đúng rồi. Đây thì anh run thử cho em coi đây. Thấy chưa? Hai cái tay của em á. Hai cái tay của em kẹp vô đầu. Dạ. Ráng kẹp vô đầu. Cái cây hay cái dây gì đó là phải kéo cho nó gần phải, vào. Phải cầm thế này anh? Hay là trái lại cầm? Không cầm như vậy mới được, cầm trái lại không tập được. À thế hả? Đó. Vừa đâu. Dạ. Nếu mà tùy mà anh tập với cái gì. Mình tập với cọng dây cable á, mình tập với cái dây rope á thì nó khác, còn mình tập với cái cây thì khác. Chút xíu anh sẽ chỉ em hai cái tập luôn. Bây giờ mình tập với cái cây á thì cái cây này nó phải nằm ở trên cổ em luôn nè. Dạ.
Ok. Dạ. Rồi đây là vị trí bắt đầu. Nó phải cong như là nó không được thẳng lưng nha. Dạ. Rồi khi mà xuống á thì cúi xuống. Cuộn lại. Cùi chỏ nó có thể chạm vào cái thảm yoga nè, dạ, hoặc là chạm vào đùi gối. Đó, lên dày. Xong rồi cuốn tiếp. Okay. Dùng bụng cuốn. Mặt phải nhìn xuống, không có nhìn lên, nhìn lên là sai kỹ thuật động tác. Dạ. Thử đi em, khá khó đấy. Cái này phải chỉnh tạ đủ nặng thì mới cuốn được, còn nếu mà tạ nhẹ quá nó sẽ không giữ người em lại, mà nó cứ nó làm cho người em nhấp nhô kéo tập không được. Ngược lại. Nhấp nhô. Quỳ xuống thôi, quỳ xuống bình thường. Rồi. Kéo vô. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Nè, khi lên á, cái mông mình đưa lên tí. Khi mình lên á, nó lên cao cao một tí em. Lên cao cao một tí lại đi. Rồi, ok. Xong rồi gặp cái mông mình đưa ra sao một tí. Tức là cái mông em nó sẽ nhích nhẹ nhẹ chứ nó không đứng chỗ. Rồi, gặp. Đó. Gặp cho tan nó mở đi. Đó. Đó. Ok. Được rồi đúng không? Đúng chuẩn đúng không? Được thôi chứ chưa được hoàn mỹ lắm. Nhưng mà cảm thấy sao, có chóng mặt hay là có tạ bừa hay là như thế nào không? Tạ thì lên một hai cục nữa vẫn được. À. Nhưng mà set đầu tiên cứ để vậy đi anh. Tại vì cái này tập tạ không đúng, tập không được. Nó nhẹ quá tập sẽ không đúng. Nó phải vừa sức của mình á thì mình tập nó mới được. Dạ. Cái bài nó ngộ gì đó. Ok, vô. Rồi vô set đầu tiên nè, bài tập 4 set nha. 4 set hả? Cơ chế run nó quan trọng. Cực kỳ quan trọng luôn. Nè, cái tập quen tôi thấy số 1 hoài. Đó. Rồi dứt. 1. Cuốn, tập trung cuốn bụng. 2. 3. 4. 5. Từ từ thôi. 6. 7. Rồi cuốn. 8, đúng rồi. Lên cho bụng giãn ra, đúng rồi. 9. 10. Ok. Rồi, set này cho 6 điểm. Tại vì á em lên á em phải chú ý cho cái bụng nó giãn ra. Tức là mình đang tập cái bụng mà bụng nó giãn co thì khi em ép xuống bụng nó co, đương nhiên khi em lên em phải thả người cao lên tí cho bụng nó giãn ra. Chứ còn nếu mà bụng không có giãn thì nó co là cái răng nó ngắn quá, nó sẽ không vô nhiều. Thật sự cái bài này thì rất là nhiều người đến phòng gym tao tập lâu năm tao cũng sẽ bét à. Không có người chỉ là sai liền. Tức là nhiều khi người ta nhìn thấy người khác tập, người ta nhìn thấy cái video trên mạng, người ta bắt chước tao tập theo, nhưng mà tao không hiểu được cái nguyên tắc. Người ta tập theo, người ta bắt chước thôi, nhưng mà không có một người thầy để ta chỉnh, người ta chỉ. Chỉ có người thầy ta chỉnh, ta chỉ, ở ngoài thấy cái lỗi sai thì ta chỉ mới được. Bao giờ á xuống á là cũng phải hai chân. Nó rồi. Chứ em đừng có đứng một gì kiểu vậy. Dạ. Không. Nó tùy vào cái tư thế. Ví dụ như nếu mà tư thế của anh đang ở vậy thì anh xuống anh kéo chân này ra. Đó, anh lôi nó xuống vậy. Rồi xong anh mới bước lên anh ngồi. Ok. Đó, còn nếu mà với cái tạ khác á thì anh sẽ bước cái chân kia lên. Dạ. Nói chung á thì nên một chân trên, một chân dưới. Nó không có đà đúng không? Đúng rồi. Ví dụ như giờ nặng quá nè, tập kiểu gì. Ví dụ giờ anh tập full cây nè. Đó. Rồi xuống kiểu gì, đây sao xuống được. Thua. Không. Đó, nên bao giờ nó cũng phải một chân như nè. Huy. Đó. Đó, xong rồi lên cao cao nè. Anh phải lên cao vậy thì chút xíu anh mới gặp cái bụng nó nhiều được đó không? Còn nãy em không có được vậy nè. Dạ. Em cứ lên thả cái bụng nó ra, thả cái bụng nó căng căng ra tí xong rồi gặp vô. Đó. Em tập em phải cảm giác đau bụng. Tập xong cái bụng nghe tự nhiên ê gì. Rồi. 1. Xuống đúng. Lên đúng rồi đó. Ừ. Đó. Anh thấy cái bụng em giờ nó giãn nhiều không? Nè, lên thẳng. Đó, ok, thẳng lưng vừa, đừng thẳng quá. Rồi, xuống. Đó, đúng rồi. Luôn gồng bụng luôn. Mở một cái đống. Đó, cuộn bụng vô. 8. 9. Giữ.
Ừ, gọng bụng vô, cuộn bụng vô. Đó. Rồi lên. Nhức cái bụng. Phải nhức chứ sao? Đã đã. Không, phải cuộn cái bụng vô. Giãn bụng ra, cuộn cái bụng vô. Rồi bây giờ chỉ cho tập vậy. Chưa xong mà. Nói chung nó cùng chung một cách tập thôi em. Nó không có gì nhưng mà hai thiết bị khác nhau thôi. Dây á thì cầm dây. Thấy không? Bỏ một chân ra làm sao, giật. Đó. Nhưng mà nên đứng gần gần xíu xa quá khó tập lắm. Đó, gần gần gì dễ tập nè. Rồi. Đây. Kéo ra xuống. Nó gần cây ghê vậy. Bỏ vô cái cây này cái. Rồi ok. Không. Rồi cái này nè là kẹp lại giày xong rồi xuống đó. Không, nó là nhẹ quá anh tập không được. Bao giờ cũng như cái bài này nhẹ là không có cách nào tập được hết á. Nó phải đúng tạ mình. Anh tập là full cây không à. Rồi ok. Huy. Không. Nè lên nè. Bụng nè đang giãn nè. Xong rồi gập xuống. Đó. Đó. Đã bà cố luôn. Ok, chọc em thử coi. Rồi, còn 2 set nữa đó nha em. Tập bài này để đau bụng muốn vô. Để đây đúng không? Coi chừng mổ đúng cái cây nha. Đó. Rồi đúng rồi nè. Xuống nhé. Cuốn bụng vô. Ừ. Cuốn, cuốn bụng. Ờ đó. Cái đó ok đó. Đó. Cái bụng chạy chạy nè. Đó. Bài này mà đau lưng là sai nha. Tập mà đau lưng là sai liền rồi đó. Rồi đủ đủ set rồi giữ lại. Giữ lại. Đủ set rồi giữ lại. Đau bụng chứ sao đau lưng? Thì đúng rồi, hình dạng như đó, nếu mà em tập mà gặp cái cảm giác đau lưng là sai. Nó phải đau bụng. Rồi, ok. 1 2 Lại mẹ con đi. Tập đi. 3 4 5 Đó. 6 7 8 9 10 dữ. Ok. Ok. Rồi, ok. Rồi. Rồi bài tập bụng tiếp theo là anh sẽ hướng dẫn em tập cơ eo. Hồi nãy là tập cơ bụng trước. Em thấy đau đây thôi đúng không? Đúng rồi. Nó đau 6 múi. Con người ta có 8 múi nha các bạn. 6 múi trên với 2 múi dưới đây nữa. Hai múi dưới đúng. Không này có thiệt chứ không phải nó giỡn. Hai múi dưới đúng nữa. Nên bà hỏi anh ta sao kia cơ địa 8 múi 6 múi gì này. Quan trọng tùy cách đó nó liên bao nhiêu với nó mặc đồ gì thôi. Đó, thì mình đang tập là tập những múi trên nhiều. Cái phần ở dưới á thì anh để qua ngày functional anh chỉ. Đó. Và giờ chúng ta tập phần hai bên. Phần hai bên nè. Em tập phần hai bên nó giảm mỡ này. Nè cục này thấy không. Nó. Cái cục này nè là phải tập nè. Nó giảm mỡ. Để nó tạo thành một cái S. Ừ, xong rồi cái 6 múi nó tạo thành hai cái số 11 nữa nè. À, như cái bánh mì vậy. Không phải bánh mì đâu của đàn ông, phụ nữ là số 11. Các bạn hiểu số 11 không? Số 11 là tạo rãnh hai bên đây thôi. Mục tiêu phụ nữ vậy thôi chứ sao đòi 6 múi ghê vậy? Rãnh nè. Rồi, bây giờ bài tập tiếp theo là bài tập side bend. Side bend là gặp một bên. Đó, tạo bên nào ta nghiêng tay về bên đó đó. Nhưng mà bây giờ á, khi mà anh cầm tạo bên đây tức là đang tập bên đây nha. Cái bên đây là chỉ là cầm thôi. Và khi đứng chúng ta cố gắng đứng xa xa người đằng tí, đừng đứng sát bên vậy không có sai được. Tức là cái tay nó chạm người sao sai. Đúng không? Đó. Và cái tay này có thể để vậy. Đó, xong rồi chúng ta gập qua bên đây. Gập bên nào cái chân bên đây nó nhùn một tí, chân bên đây nó chịu lực. Bên đây nó chỉ là chịu lực thôi nhưng mà thực chất chúng ta tập bên này. Đây, đang ở vị trí bắt đầu thẳng, hơi chết về phía bên tập một chút. Xong rồi gập xuống. Giữ lại. Xong rồi thả lên về vị trí ban đầu. Thẳng, rồi gập xuống, thả ra. Đó.
không có nghiêng qua tới đây nha, nó nghiêng tới đây thôi. À, tập mỗi bên 10 cái xong đổi tay tập bên kia. Rồi thử tạ cho nó vừa coi. Rồi, vô. Nhẹ quá vậy chị. Không, em phải để cho em em phải để cho em gặp cái ừ, để tay trên anh gặp nó mới sâu. Đó. Đứng thẳng thẳng chứ, em đứng hơi lố. Ờ. À. Gặp xuống giữ lại. Bao giờ hết xong giữ gì cho vậy? Đó, rồi lên. Giữ. Ok. Ok. Đếm luôn đi. Đếm gì tập thôi cho đúng thôi chứ chưa tập thiệt mà. Rồi sao đổi tay đi, đổi tay đi. Tập bên này được rồi. Rồi. Ok. Rồi. Đó. Ừ. Rồi, được rồi đó. Rồi chọn mức tạ phù hợp với mình đi, rồi tập chính thức. Hợp rồi đó, em thấy đó. Bài sai bèn tập 2 set thôi. Tập liên tục. Tập 2 set mà liên tục không nghỉ. Đã đúng rồi hả? Rồi khi nào sẵn sàng tập thì vô. Vô. Rồi vô. Mỗi bên 10 nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rồi, từ từ thả ra. Đổi tay. Cái cuối là giữ này vậy đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 giữ. Rồi thả ra. Đổi tay tập tiếp. Để tạ hả? Lên đi. Một set là tính hai bên luôn đó mà là một set. Rồi vô. 1 2 3 4 5 6 từ từ thôi 7 8 9 10 giữ. Rồi mở tay buông ra. Rồi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 giữ. Rồi tốt. Rồi chúng ta tạm biệt cái bài side bend cũng ở đây. Và bây giờ là chúng ta sẽ qua tập với một cái máy đã cũ, nhưng máy này rất là quan trọng. Tầng trước ta tập rồi thì tầng này chúng ta lặp lại. Yeah. Máy này cực kỳ quan trọng cho em. Rồi xin mời em. Vô, chúng ta quay lại với người tình cũ. Rotary Rotoro. Rotary Toso. Má tên đập lẹo lưỡi luôn vậy đó. Chậm chậm thôi, nhanh vậy. Trời ơi, mới gặp lên bồ cũ sung vậy. 6 7 8 9 10 Rồi được rồi, được rồi. Cái này cho cú nữa rồi. Cú đầu học trò. Học trò không nhớ bài. Học trò là vẫn nhớ bài. Dạ. Nó dặn là tập bên kia trước, bên này nó mạnh hơn. Giờ anh tập đây coi tập sao nổi. Đúng không? Cái bài là nó dặn rồi. Thấy không? Im giả bộ im cái quên bài. Thả đi, tự nó vô. Rồi bên đây là tập sao mà mạnh được như vậy? Nói là thầy thu lại cái gõ đầu đó. Gõ tay ra. Rồi ok. Gãy lưng tự chịu nha. Rồi rồi. Sao hết rồi? Thằng Thái đã đâu rồi? Thằng Thái đã đâu rồi? Tập đi. Phủ nè.
không? Thứ tự nó quan trọng luôn. Sáu, bảy, tám, chín, mười. Rồi thả, từ. Vô cái toàn cãi thầy nè, tập không cho nghỉ, bài này tập sắm xét mà. 2 3 4 5 6 7 8 hai cái nữa, 9 10. Giữ Hold it. Hết. Rồi, đổi chưa? Đừng nóng, mày nhẹ nè. Qua đây sướng rồi không? Ai cũng vậy thôi, có bên mạnh bên yếu. Tên, đó. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, ok. Rồi, buổi tập tạ đã kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ xuống dưới cardio 10 phút uống súp và xông hơi. Cardio hôm nay là sẽ cardio trên máy elliptical, tập toàn thân tay trước, người đó. 10 phút nha. Okay. Xong rồi uống súp, uống lean body xong rồi xông hơi. Và chúng ta sẽ gặp lại trong buổi tập ngày mai. Không chọn ra đi, ở lại rừng xây với tham vọng uy quyền. Duy nguyên khắc tên trong thời kỳ đổi mới, tứ trụ BBT ngạo khí một đời. Building là hiện thực nào phải bài thơ. 4 năm hoàn công với tốc độ không ngờ. Cao ốc chọc trời xua tan đi truyền thông. Chiếm đất rừng xây độc nhất rơi chim mơ. Lung linh đẳng cấp như tứ giác kim cương. Tòa lạc uy nghi trên lãnh thổ quê hương. Đông Tây đội xứng ta mang gươm mở ngói. Nam Bắc hợp về ta khép nghiệp đế vương. Ý chí chim mơ như chất thép kiên cường. Vững bước tiên phong trên bước đường quê hương. BBT bùi giao thời thiêng liêng. Ngọn cờ đầu mang đăng cấp dẫn riêng. Bằng tất cả tiềm năng tổng lực phát huy của chim chúa và hàng triệu phan thân thương. Định nghĩa trương tôn khai niềm chim và súp. Chữ nhất đời chim bằng tôn nghiêm phải vậy. Dòng máu lạc hồng BBT tuyên thề. Xanh bước nâng tầm ngạo nghệ tiếng Việt Nam. Dòng máu lạc hồng BBT tuyên thề. Xanh bước nâng tầm ngạo nghệ tiếng Việt Nam. Rồi buổi tập hôm nay đến đây là kết thúc rồi đó nha em. Bây giờ em muốn lean body đi rồi xong hơi xong rồi về nhà ngủ. Nhưng mà nghe anh dặn nè, bữa nay là về nó sẽ rất là mỏi những nhóm cơ nhỏ nãy giờ mình tập đó. Yeah. Thì về nhà đó thì em phải cố gắng uống cái này nhiều vô. Đó, uống cái này nó có nhiều protein và khoáng chất, vitamin dinh dưỡng, nó giúp cho em phục hồi cái cảm giác đau nhức. Chứ em nếu mà em không làm biếng ăn làm biếng uống á thì nó sẽ gọi là nó đau nhức, nó có hại cho em. Yeah. Mà cơ thể của em nó cũng phát triển, nó cũng đốt mỡ được nữa. Dạ. Được chưa? Yes.
không có ăn bậy nha, không ăn mấy cái đồ mà calorie cao ở ngoài chợ nha, ăn cái đó vô chết luôn đó. Ồ dại mệt muốn chết luôn rồi. Ăn mấy cái đó vô là trời cứu. Mày chết mà mày còn ăn tuôn hả? Ừ, uống phải đồ phải chuẩn. Ok. Không, ăn là xanh sạch đẹp, rau xanh củ quả ok, yến mạch ok. Mấy loại cáp nâu thì ok. Đó, mấy cái loại cáp trắng đồ ngọt bỏ, đồ béo bỏ. Đó. Còn nếu mà cảm thấy khó ăn quá thì rau luộc đi, uống súp. Có, em ăn rau luộc, yến mạch, gạo lứt. Ừ, ăn mấy cái đó được, ăn rau luộc, yến mạch nè, gạo lứt nè, thịt thì ăn thịt nạc, clean. Dạ. Đúng không? Rồi còn nếu mà thiếu chất thì uống cái này. Dạ. Uống cái này. Còn nếu mà bữa sau thấy Limody uống nhiều quá ngán hay gì đó mua khác cũng được. Mà phải có cái loại protein hoàn chỉnh trong ngày uống. Rồi vô. Vô xong đi xông hơi. Xông hơi ép nước thải độc tố đẹp da. Okay. Nhớ nha, xông hơi là ép nước thải độc tố đẹp da. Diệt Covid ngay. Ừ, diệt Covid nữa được, chứ đó là trong mùa này diệt Covid nữa. Diệt Covid, quan trọng là diệt Covid. Uống cái này em không hiểu sao em rất thích uống cái vị nó ngọt ngọt nữa. Thì mỗi người mỗi vị, có người thích vị ngọt, có người thích vị lạc. Ừ. Có nghĩa người... là mình sẽ pha một ít nước để nó ngọt ngọt á. Ừ. Chứ ví dụ sau khi tập với mày ai nhà mà xa mà đi đường xa đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới mặt, tại vì sau tập nó sẽ rất là lợi tiểu. Nó sau tập nó sẽ lợi tiểu, giai đoạn rất là lợi tiểu nên chúng ta phải hạn chế uống nước nhiều, hoặc là trước khi đi chúng ta phải xả lũ hết này nọ chúng ta hay về. Không, nhưng mà về nhà thì em uống thoải mái ạ. Ừ, về nhà thì vô tư, nhà nó lo gì, mình đi đường xa mới ngại thôi chứ. Rồi vì hôm nay là tập nhóm cơ nhỏ thì buổi tập tiếp theo á sẽ là cũng là tập phần upper body luôn, nhưng mà tập phần cơ lưng với cơ ngực nha. Hai cái cơ lớn. Rồi tiếp tục sau đó là anh sẽ chỉ em qua một cái ngày functional và cardio. Nhưng mà functional lần này tập khó hơn lần trước. Dạ. Thôi uống hết đi rồi xong hơi. À, xong hơi không quay được nha các bạn, không chia sẻ các bạn được nha. Bye bye, tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi tập tiếp theo. Cái này cứ đến khâu này là tắt thôi. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.